Rất lâu về trước, khi những đế chế hùng mạnh như Dumasia hay Nho Sú vẫn chỉ là tiểu vương quốc, thì làng Katsurima đã hùng bá khắp cả lục địa. Chẳng thế lực nào dám thách thức một Shurima đang sở hữu sức mạnh từ các thể thăng bằng và nhất vĩ Shukaku. Cho đến một ngày bỗng dưng Shurima tự sụp đổ và biến mất khỏi bản đồ trong suốt hàng thiên niên kỷ. Đằng sau sự lụi tàn của nền văn minh khổng lồ đó là một câu chuyện đầy uẩn khúc giữa vị hoàng đế tối cao và tên nô lệ của hắn. Hôm nay, hãy cùng MGN Esports đến với cốt truyện hài Azir, Serat, từ nghĩa sẽ gầy, có chắc, bền, lâu. Nhiều ngàn năm trước, lúc Liên minh huyền thoại còn chưa ra đời, thì đế quốc Shurima thuộc làng Cát đã thôn tính gần như toàn bộ thế giới. Trước đó trong hội nghị ngũ đại Kage lần thứ nhất, Shurima là nước yếu thế nhất vì những gì họ có chỉ là cái lờ cát không. Nhưng không lâu sau, các pháp sư Shurima nhờ giác ngộ được định lý Pythagore nên đã biết cách xây dựng đĩa mặt trời bên trên đại điện thờ bằng một chiếc đĩa disco. Với sức mạnh từ mặt trời, Shurima có thể tạo ra những chiến binh thăng bằng hùng mạnh để sát cánh cùng nhất vĩ Shukaku. Đội quân này đã chinh phạt vô số chư hầu, mở rộng lãnh thổ mờ mỡ đến vô biên. Shurima dần trở thành đế chế vĩ đại nhất thời đó. Cho đến khi sự ra đời của hai con người đã thay đổi lịch sử mãi mãi, một thái tử là con trai trẻ nhất nhưng lại ít được hoàng đế Shurima sủng ái nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã biết chắc mình không thể tranh ngôi vua với các anh trai và thường sẽ nhận được các chức nhỏ như tổ trưởng tổ dân phố hay là chủ tịch phường. Do đó, thay vì quan tâm đến chính sự, hoàng tử nhỏ dành hầu hết thời gian nghiền ngẫm trong đại thư viện Suzan, tên của cậu là Abe. Một nô lệ vô danh, con trai của học giả bị bỏ tù, dù thân phận thấp hèn nhưng hắn được mẹ dạy chữ và số tại nhà, con trai thì kể hắn nghe về quá khứ của MU rằng đội bóng thành man đã từng nhuộm đỏ trời Âu như thế nào. Khi cha của tên nhóc nô lệ bị bỏ mặc đến chết trong lúc xây dựng đài kỷ niệm con chiến mã cho MV Old Town Road, người mẹ đã cầu xin vị kiến trúc sư xây hầm mộ cho phép hắn được theo học việc. Ban đầu, vị kiến trúc sư chỉ miễn cưỡng đồng ý, nhưng đã rất nhanh chóng cảm thấy ấn tượng trước kiến thức của tên nô lệ về toán học và ngôn ngữ. Từ đó, hắn không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Nhận thấy, tuy là nô lệ nhưng không hề thiểu năng như một số YouTuber Việt Nam, ông chủ mỗi ngày đều thường xuyên bảo tên nhóc đến đại thư viện Suzan để tìm kiếm tài liệu chuyên ngành và tạp chí Playboy. Như sự sắp đặt của định mệnh, hai cậu trai trẻ đã gặp gỡ nhau tại nơi này. Một lần hoàng tử Abe gặp khó với câu thần chú cổ, cậu càng đọc lại càng khiến một con khỉ gần đó ôm đầu la lối lăn lộn rất khổ sở. May thay, tên nô lệ trẻ cũng có mặt trong thư viện, dù biết có nguy cơ sẽ mất mạng nếu tự ý nói chuyện với hoàng tộc, hắn vẫn bất chấp tiến lại gần và giúp đỡ thái tử đọc đúng câu thần chú kia. Từ thời khắc đó, tình bạn sẽ gầy giữa họ nảy nở. Trong nhiều tháng tiếp theo, cả hai thường xuyên lui tới thư viện cùng nhau chia sẻ niềm đam mê với kiến thức và lịch sử. Theo luật ở Shurima, nô lệ không được phép có tên, nhưng Abe đã phá luật và gọi tên nô lệ bằng cái tên Mohamed Sela. Dù cẩn trọng không bao giờ gọi tên Sela một cách công khai, Abe vẫn bí mật chỉ định hắn làm nô lệ tình bạn cho riêng cậu. Ban ngày đến thư viện Suzan nghiên cứu, chiều đến lại cùng giải trí ở chuồng heo 1-2 năm trên 2 Hòa Hưng. Abe và Sela ngày càng thân thiết, xem nhau như anh em. Trong chuyến tuần du hàng năm với cha và các anh, cùng chiến binh thăng hoa Rinet căng hộ tống, đoàn của Abe dừng chân nghỉ đêm tại một thực ra là ra ngoài để ngắm sao, vẽ nên bản đồ thiên văn của riêng. Nhưng trong lúc đó, một đội thích khách do kẻ thù cử đến đã tấn công đoàn công du. Một tay sát thủ mang bản tên Petland tìm thấy hai cậu trai trẻ giữa sa mạc. Trong nỗ lực chống trả, Sena bị Petland đấm bầm mắt, còn Abe thì ngã sóng xoài trên cát, cận kề với cái chết. Suýt tí nữa, Abe đã mất mạng nếu Sena không bất ngờ húc bay Petland từ sau lưng. Nhân thời cơ, Abe lấy con dao tên Thúy Di đâm lút cán tên sát thủ. Abe và Sela chạy như bay về ốc đảo, chỉ để thấy rằng toàn bộ băng thích khách đã bị Rinet căng tiêu diệt. Hoàng đế nghiêm trần được bảo vệ an toàn, nhưng những người anh em của Abe thì không may mắn như vậy. Lần lượt Thịnh Bò, Thịnh Gà, Thịnh Pate, Thịnh Suy đều ra đi dưới lưỡi gươm quân thủ. Chỉ còn một mình hoàng tử Abe sống sót. Abe khẩn cầu phụ hoàng ban thưởng cho Sela vì đã cứu sống cậu, nhưng nghiêm trần thẳng thừng từ chối. Trong mắt hoàng đế, Sela chỉ là một con nghiện cờ bạc. À không, chỉ là một tên nô lệ thấp hèn không hơn không kém thôi. Nhưng mà dù vậy, trước chân tình của Sela, Abe thề rằng một ngày nào đó cậu và hắn ta sẽ trở thành huynh đệ thật sự. Quay trở lại kinh đô, hoàng tử Abe giờ là người thừa kế duy nhất của ngai vàng khi chỉ mới 15 tuổi. Nhưng thay vì chấp nhận sự thật, hoàng đế nghiêm trần lại phát động chiến dịch đẫm máu, truy sát những thế lực mà ông tin đã cử sát thủ đến. Vì sự điên cuồng báo thù của nhà vua, bất kỳ ai bị nghi là phản bội đều bị hành thích, khiến Shurima chìm trong nhiều năm hỗn loạn. Các triều hùng mạnh như Tào Clear, Tứ Mã Kít, Tôn Quyền, Tôm Mỹ Nhị, John Ni Dương đều bị càn quét bởi đội quân của đại tướng Rinet Căng. Vua cha ước gì Abe chết thay cho các anh em được sủng ái. Tuy được kế vị ngai vàng hợp pháp, Abe có thể mất mạng bất cứ lúc nào vì hoàng đế căm ghét cậu, trong khi hoàng hậu vẫn có khả năng hạ sinh con trai. Sau cuộc hành thích ở ốc đảo, Abe nhận thấy tầm quan trọng của việc giao tranh, dù bản thân cậu là học giả. Dưới sự thuyết phục từ Sela, Abe quyết định đi tầm sư học cách chiến đấu. Abe tìm đến đại tướng Rinet Căng để luyện tập binh đao, tìm đến cụ Wozon thỉnh giáo bí kíp Dreamer và bái môn phái Nam Huỳnh Đạo làm sư phụ, giúp Abe lĩnh hội món giật điện.
Đổi lại, Abe dặn dò Cela phải tiếp tục học hỏi những kiến thức còn dang dở. Với bản tính ham tìm hiểu, Cela ngày đêm học cách soi kèo chuẩn nhất, nuôi giấc mộng mở khóa kho báu cổ đại 3 tỷ ba. Ngoài ra, Cela còn nỗ lực tìm kiếm tri thức ở khắp mọi nơi bằng bất kỳ giá nào. Hắn lục tung biển cả để truy lùng One Piece, tàn sát tộc Uchiha để đọc tấm thạch bia bí mật, tất cả chỉ để tăng thêm hiểu biết và cả tham vọng. Theo năm tháng, Cela ngày càng thông thái với lượng kiến thức khổng lồ của hắn. Từ chỗ là một nô lệ, Cela trở thành cánh tay phải đắc lực cho hoàng tử Abe, điều chưa từng có trong tiền lệ. Có những lúc, mối quan hệ sẽ gầy giữa họ trở nên thái quá. Và trong chiều bắt đầu đồn đại về tầm ảnh hưởng quá lớn của Cela lên vị hoàng tử trẻ. Hắn luôn biết cách dùng băng keo để dán miệng họ, còn Abe thì luôn dành cho Cela tình yêu tuyệt đối. Khao khát được tự do quá lớn khiến một tên nô lệ như Cela dần lún sâu vào bóng tối. Biết được nếu một hoàng tử mới chào đời, Abe sẽ bị trừ khử, Cela dùng khả năng ma pháp để ngăn hoàng hậu sinh hạ thành công. Chỉ cần Abe còn sống, hắn sẽ có cơ hội được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ. Nhưng ai nghi ngờ những cái chết này do một lời nguyền liên quan đến Cela và hoàng tử Abe đều bị hành thích hoặc biến mất không dấu tích. Cela tự huyễn hoặc bản thân rằng tội ác của hắn chỉ vì giấc mơ tự do và tình yêu với Abe, muốn người anh em được an toàn chứ không phải do tham vọng cháy bỏng đang dần nuốt chừng hắn. Chờ đến một ngày, Cela đang ăn Blue thì bị team địch vào ganh, nhưng Abe lại không chịu vào cứu. Vì thế Cela mất Blue và không hồi kịp mana, dẫn đến sơ suất để cho hoàng hậu kịp thời hạ sinh thành công một thái tử. Ngay trong đêm đó, Cela đến ngay hẻm xéo mùa bão tố lu đen, có lại lượng mana dồi dào, Cela vận hết công lực triệu hồi một cơn bão khủng khiếp. Chưa hết, hắn còn bí mật lẻn đến Asgard, trộm búa meo meo của thần sấm thỏ. Vì vậy mà trong God of War Ragnarok, Kratos mới có thể hạ sát được thỏ hùng mạnh. Với sức mạnh từ meo meo, Cela ra lệnh cho sấm sét dội liên tục vào phòng của hoàng hậu, thiêu đốt bà lẫn đứa con trai mới ra đời. Hoàng đế nghiêm trần vội vã chạy đến chỉ để bắt gặp vợ con đã chết, và Cela thì đứng đó, hai tay rực sáng sấm sét meo meo. Nhanh chóng, nhà vua và các cận vệ cũng biến những bộ xương cháy đen. Vua cha và em trai đã qua đời, giờ đây Abe chính thức trở thành tân hoàng đế của Shurima. Không nghi ngờ gì bạn mình, Abe vừa lên ngôi đã thẳng tay thực hiện một cuộc báo thù, các lãnh địa bị chinh phục sau khi nghe Cela xúi giục rằng những pháp sư ở đó đã tạo ra cơn bão chết chóc đêm trước. Trong suốt hơn một thập kỷ tiếp theo, Abe không chỉ mang danh hoàng tử Sadek nữa, mà nay đã là vua của sa mạc Shurima vĩ đại, ngài mở rộng biên cương bằng sự công chính và chủ trương cho giảng hòa bằng cách bú kiu, chứ không phải là gây chiến tranh. Sát cánh bên Abe trong triều đại hưng thịnh đó là Cela, cánh tay phải đắc lực nhất, luôn dốc sức phò tá hoàng đế. Tên nô lệ thấp hèn Cela cuối cùng cũng đã có một địa vị đáng trọng vọng, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy thực sự tự do. Cela luôn mong đợi Abe sẽ chấm dứt chế độ nô lệ ở Shurima và trả tự do cho hắn, trước khi cả hai thực sự gọi nhau là anh em. Nhưng đáp lại, Abe chỉ nói rằng: "Cứu cái con cặc này tốt." Ngài tiếp tục mở rộng tạ biên cương và phớt lờ các đề nghị của Cela. Trong cơn điên tiết, cánh tay phải của nhà vua đã phán xét Abe là một người đi rừng cầm javan không biết kiểm soát, còn Shurima thì thối nát không kém. Abe tức giận và nhắc cho Cela biết rằng hắn chỉ là một nô lệ. Nếu không có Abe cứu giúp, giờ này có lẽ Cela vẫn còn canh nét ở Hải Phòng. Từ đó, tình yêu bị bội phản đã khiến trong lòng Cela chết đi một ít. Hắn chấp nhận quyết định của Abe nhưng vẫn âm thầm nâng cao ảnh hưởng của mình đến Shurima. Cela hoàn toàn không biết rằng người bạn tri kỷ đang nghĩ gì. Thực chất, Abe đã luôn âm thầm xây dựng một kế hoạch lật đổ truyền thống chiếm hữu nô lệ và trả tự do cho tất cả. Nhưng vì thể chế nô lệ đã tồn tại hàng nghìn năm, rất nhiều đại gia tộc có số má ở Shurima đã đi lên từ việc bóc lột nô lệ. Abe không thể xóa bỏ định kiến này chỉ trong có một đêm. Ngài cần thêm thời gian để kế hoạch được thấm nhuần hoàn hảo vào nhân dân và thay đổi từ bên trong. Hoàng đế không tiết lộ dự định này cho bất kỳ ai, kể cả người bạn thân nhất Cela. Abe lo sợ, bàn luận trực tiếp về những rắc rối của chế độ nô lệ sẽ khiến hai người ngày càng bất hòa. Nhưng Cela nào đâu có hay biết, thậm chí tham vọng quyền lực và tự do trong Cela đã lớn đến tột cùng, đến mức những phụ nữ mà hắn từng yêu thương như Thủy Tiên hay Chappy đều bị từ bỏ không thương tiếc. Cela dỉ vào tai Abe về viễn cảnh không tưởng khi đế chế Shurima trải rộng khắp thế giới. Khi đó, hai anh em có thể cùng nhau thống trị bao nhiêu chiếc cúp VCS hay chung kết thế giới cũng được. Nhưng giấc mộng này chỉ có thể thành hiện thực nếu Abe chấp nhận trở thành một thể thăng bằng. Theo phong tục Shurima, những ai được chọn trở thành thể thăng bằng sẽ có sức mạnh của đại chiến binh bất tử, một vị thánh giữa loài người. Đương nhiên, Abe muốn được lên đỉnh và đạt cực khoái như Suzan và Rinnegan, những thể thăng bằng huyền thoại trước đây. Khi vương quốc đã hưng thịnh đến tột cùng, những nỗ lực năn nỉ của Cela cũng được thành công. Hoàng đế Abe tuyên bố ngài sẽ tiến hành nghi thức thăng bằng dù chưa được các tư tế mặt trời lựa chọn. Nhiều người phản đối vì nghi thức thăng bằng rất nguy hiểm, chỉ dành cho những ai sắp lìa đời và đã dành cả linh hồn để cống hiến cho Shurima. Hoàng bé ơi! Có cái lờ mà một bậc chí tôn như Abe quan tâm ý, sự kiêu ngạo đã chiếm lấy ngài và chẳng ai can gián được quyết định lịch sử này cả. Ngày đó cuối cùng đã tới, Abe tiến bước về phía đĩa disco mặt trời cùng với Cela, Suzan và Rinnegan vắng mặt. Họ được Cela cử đi giải quyết con quỷ lửa Ghost Rider cách đó rất xa. Chính Cela đã làm suy yếu phong ấn của hầm mộ ma thuật canh giữ con quỷ, và chỉ có hai đại chiến binh kia đủ sức đánh bại Ghost Rider, và hai người duy nhất có thể cứu Abe khỏi thảm kịch cũng đã rời xa ngài, đúng theo kế hoạch của Cela.
Đúng thời khắc các tư thế mặt trời bắt đầu cử hành nghi thức, Abe quay lại ôm chầm lấy Sela và nói: "Đồ má tu." Đùa thôi. Ngài tuyên bố trả tự do cho Sela và cho tất cả nô lệ. Giờ đây, toàn cõi Shurima sẽ không còn gông cùm, xiềng xích nữa, như đúng những gì mà Sela đã mơ tới. Sela chưa kịp hoàn hồn thì Abe tiếp tục gọi hắn là anh em muôn đời của ngài, thề rằng cả hai sẽ luôn luôn sống bằng tình cảm. Rồi hoàng đế Abe quay đi, bước lên đài thăng bằng và đón nhận nguồn sức mạnh khủng khiếp từ đĩa disco mặt trời. Sela đã có tất cả những gì hắn khao khát, sự tự do, nhưng kế hoạch mỹ mãn mà hắn vạch ra suốt nhiều năm qua chỉ có thể thành công bằng cái chết của Abe. Sela đã hy sinh quá nhiều để quay đầu, nhất là khi hắn đã đặt toàn bộ những gì mình có vào cửa MU vô địch C1. Sela không còn lựa chọn nào khác, dù hắn cũng rất muốn quay đầu, những lời Abe vừa nói với Sela dường như đã chậm mất 10 năm. Hát vang khúc ca It's too late to apologize. Sela lao đến hất văng Abe khỏi đĩa mặt trời, như chính cách hắn đã húc bay tên sát thủ và cứu hoàng tử nhiều năm về trước. Nghi thức gián đoạn, Abe bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi trong lúc Sela bước lên thay thế vị trí của ngài với hai hàng nước mắt giàn giụa. Nhưng ma thuật thăng hoa vốn không dành cho Sela khiến nguồn năng lượng khổng lồ bộc phát. Trong tích tắc, Shurima đã bị chính sức mạnh thăng hoa từ đĩa mặt trời hủy diệt hoàn toàn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh để có một ai đó kịp phản ứng. Đế quốc hùng mạnh nhất giờ đây chỉ còn lại tàn tích của kinh đô huy hoàng và vọng âm từ tiếng gào thét của người dân. Khi biết được Shurima gặp nạn, Susan đã gắn biển số 0175 vào đít, Rinet căng thì bật mốt cá sấu hoa cả. Cả hai phi như bay về kinh đô, chỉ để thấy mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Còn kẻ phản phúc Sela đang rơi khỏi vầng hào quang, trong hắn chảy cuồn cuộn nguồn sức mạnh không tưởng. Hai huynh đệ chiến binh nhân cơ hội nhốt hắn vào phong ấn, đang giam giữ Ghost Rider. Nhưng như thế vẫn chưa xi nhê, sức mạnh từ đĩa disco mặt trời kết hợp cùng ma thuật hắc ám sẵn có biến Sela thành bất khả chiến bại. Hắn phá vỡ phong ấn và threesome với hai thể thăng bằng một trận sống mái khốc liệt. Rinet căng và Susan try hard hết sức, cũng chỉ ngang cơ hội với Sela hùng mạnh. Vì thế, họ dẫn dụ hắn đến các lăng tẩm của hoàng đế, nơi không ai có thể phá vỡ và chỉ được giải phóng bằng máu của hoàng tộc. Rinet căng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đã lôi Sela vào trong và bảo Susan đóng cửa hầm lại. Nhà thông thái của Shurima đành nghe theo với trái tim tan nát vì ông biết không còn cách khác để ngăn chặn Sela nữa rồi. Susan đã mãi mất đi người em ông yêu quý, còn Rinet căng cùng Sela rơi vào bóng tối vĩnh hằng. And then, they combat a lot. Đế chế Shurima vĩ đại đã biến mất trong hàng thế kỷ, cho đến một ngày, tiểu thư út Cassiopeia của đại tướng Dukon T. xứ Norsus thực hiện chuyến thám hiểm sâu vào lòng cát nhằm tìm kiếm thứ sức mạnh cổ của Shurima. Cassiopeia chỉ chấp nhận thuê một nữ lính đánh thuê tên Sivia làm người dẫn đường vì thanh vũ khí hình thập tự huyền thoại của cô. Họ dành nhiều ngày lùng sục trên sa mạc đến khi tìm thấy tàn tích của một lối đi xuống lòng cát, di tích chứa đầy kho báu hùng vĩ và cả những chiếc chác chết người đã lấy mạng lần lượt các thành viên trong đoàn. Sivia trùng chân, nhưng Cassiopeia thì không hề nao núng. Cả hai cuối cùng đến trước cánh cửa dẫn vào lăng mộ, nơi được bao quanh bởi các bức tượng và hình vẽ những chiến binh thăng bằng. Trong lúc huyết quản sụp sôi trước khung cảnh và đang chìm sâu trước khi cô nhận ra, Sivia đã bị Cassiopeia xiên một nhát từ đằng sau, giống cường bảy núi bị Megatron xiên. Biết được thanh gươm thập tự của Sivia chính là chìa khóa mở cửa lăng mộ, Cassiopeia đã trà nó vào, vô tình kích hoạt lời nguyền của người gác mộ. Bức tượng rắn khổng lồ trước cửa đền sống dậy, lao vào cắn xé Cassiopeia. Nọc độc như axit của nó thiêu cháy ra thịt kẻ phản bội, khiến hắn sống mà không bằng chết. Cánh cửa lăng mộ mở rộng, từ bên trong, Rinet căng lao ra trong cơn cuồng loạn. Theo sau là Sela, kẻ đã châm ngòi mọi chuyện từ hàng nghìn năm trước. Cuối cùng, hung thần của thế giới cũng đã được tự do. Sivia gục ngã bởi vết thương chí mạng, nhưng không ngờ rằng dòng máu đang không ngừng tuôn ra như suối kia lại là huyết thống cuối cùng của hoàng tộc Shurima. Máu thấm vào từ tàn tích của lăng tẩm và ma thuật đã hồi sinh Abe, vị vua cuối cùng của Shurima, từ cát bụi. Ngài sống dậy và tìm thấy trong Sivia một mối quan hệ huyết thống đến thân thuộc. Không còn suy nghĩ về quyền lực hay đế chế, Abe vội vàng bế Sivia đến ốc đảo Sunshine, nơi khởi nguồn sự sống. Dù chỉ còn lại sự khô cằn, nhưng mỗi nơi Abe đặt chân đến, dòng nước phục sinh lại chảy. Đặt Sivia vào đó, Abe đã cứu sống cô, hậu duệ cuối cùng của ngài. Không thể ngờ rằng, hành động quên thân của Abe đã khiến ma thuật Shurima biến ngài thành thể thăng bằng, hoàn thiện những gì còn dang dở trước đây. Trong hình hài thần thánh, Abe tái tạo cả Shurima từ cát bụi với đĩa mặt trời disco hùng vĩ trên bầu trời. Trước cảnh tượng này, Sivia chỉ còn biết vắt chân lên cổ Binzi, chạy trong hoảng loạn. Tâm trí của Abe trống rỗng, ngài bị mất trí nhớ về thời khắc diệt vong của chính mình. Đứng trên đỉnh điện thờ thăng bằng, Abe ra lệnh cho Cat tái hiện lại quá khứ. Đau đớn thay, Abe đã chứng kiến Sela phản bội ngài, khiến đế chế sụp đổ, biết bao sinh mạng đã chết đi, kể cả gia đình của ngài. Con đỉ mẹ mày, nuôi mày ăn học, cái lùng quá, kiến thức quá mà. Nhờ sức mạnh mới, Abe cảm nhận được Sela cũng đang hiện diện đâu đó ngoài kia. Hắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi Abe và hậu duệ của ngài bị xóa sổ hoàn toàn. Với Sela, đó là lúc mà hắn tự do tuyệt đối. Sau cả thiên niên kỷ, Abe cuối cùng đã thấu hiểu lòng hận thù của người anh em cũ. Ngài tuyên thệ sẽ bắt Sela trả đủ 3 tỷ ba bằng mọi giá và bắt đầu một thời đại mới của Shurima.